Chào mừng các bạn đã đến với phòng lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm và trở lại với đặt bài làm về app nhạc. Thì video clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn play các khúc ở bên trong cái phần danh sách các bài hát. Thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bắt sự kiện cho cái phần play nhạc còn lại. Rồi, thì trước khi mình đi vô phần bắt sự kiện cho các nút á, ở đây mình sẽ bắt sự kiện cho phần tumba trước. Là khi á, người dùng click vô cái danh sách bài hát đó và người dùng trở về á, thì ở đây mình sẽ kiểm tra. Mình sẽ cho phần Media Player nè, trong Stop đi à, tức nghĩa là khi mà nó đang hát đó, thì nó dừng đi, nó tắt. Và mình sẽ cho cái mảng này nó Clear ha, mảng bài hát trong Clear. Để khi mà lần sau người ta có mở ra cái danh sách mới á, thì người ta sẽ add những ca khúc mới vào, chứ nó không phải add chồng lên nha. Rồi ok. Bây giờ các bạn ra ngoài toàn cục. Thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một số cái giá trị, lát nữa mình sử dụng lại cho việc kiểm tra những cái giá trị bên trong. Mình tạo ra cho nó một cái biến in cho position. Thằng này dùng để bắt vị trí để cho mình thực hiện là next hay là preview cho các ca khúc gì đó v.v. Thì các bạn để giá trị mặc định nó là 0 ha. Rồi, mình sẽ có những cái giá trị. Ở đây mình để true false này cho dễ bắt hơn. Repeat à, cho sự lặp đi lặp lại khi click vô cái nút của repeat. Thì giá trị mặc định nó cũng là false. Tiếp theo là phần của random. Ở đây mình để cho nó là check random. Rồi cuối cùng thì nó sẽ có một cái giá trị cho phần chuyển bài. Thì thằng này lát nữa mình sẽ định tới sau, khai báo trước ha. Bây giờ mình sẽ trở lại bên phần event của click. Mình sẽ bắt sự kiện cho phần của repeat trước. Set of click cho repeat. Ở đây mình sẽ kiểm tra thì khi á, người nào mà click vô cái phần repeat á, hiện tại giá trị đó bằng false á, thì nó sẽ gán lại giá trị cho cái nút này thành true ha, để cho người ta biết là hiện tại đó, nó đang bắt giá trị lên. Rồi thì nếu như cái biến repeat hiện tại nó bằng false á. Rồi thì ở đây mình muốn là khi mình click vô, một là random, hai là repeat thôi, chứ không có thể sử dụng được hai chế độ ha, vừa repeat vừa random. Rồi thì ở đây mình sẽ cho nó là nếu như mình click vô mình check lên cho random á, mà check lên cho repeat á, mà hàng random này hiện tại nó đang là true, có ai đó đang bật random lên, thì mình sẽ cho tắt đi. Rồi lại check random bằng với false. Rồi cho nó cho phải ha. Mình sẽ xét hình ảnh này cho cái nút này. Image cho phần repeat. Image ratio. Mình gọi đến cho nó là scene. Và cũng xét lại hình ảnh cho random. Ở đây mình gọi lên icon của shuffle. Đó. Thì nếu như á, người dùng mà click vô repeat mà chế độ random hiện tại của nó false á, thì thôi ha, không cần thiết. Ở đây mình xét lại image repeat bằng set image ratio. Xét là robot cho nó thành icon scene ha. Thì này là chế độ bình thường thôi, nếu như không có click vô mà của random. Rồi hiện click vô thì mình sẽ chuyển sang cho repeat dưới dạng là true. Để lát mình sẽ bắt điều kiện cho việc next và việc review các ca khúc. Và ngược lại, ở đây mình sẽ cho cái giá trị ngược lại. Tức nghĩa là khi hàng repeat hiện tại nó đang bằng true nè, mình click vô cái nữa nó sẽ hiển thị bằng false. Ở đây thì mình sẽ xét lại cho nó là image repeat. Image ratio thành repeat ha. Rồi mình sẽ xét lại giá trị cho repeat bằng lại là false. Rồi ở dưới thì mình cũng làm tương tự cho hành random luôn. Chấm set on click. Ở đây thì mình cũng copy lại này ha, này nó cũng giống với hàng random thôi. Thì khi mà người ta chưa chọn vô random á, người ta click lần đầu tiên vào thì giá trị random mặc định nó sẽ là false mà. Ở đây mình gọi lại cho là check random. Nếu như giá trị đầu tiên là false thì nó sẽ kiểm tra coi cái phần repeat nó có tồn tại hay không, nó có giá trị true hay không. Nếu như repeat bằng true á, thì mình sẽ gán lại repeat thành false. Rồi, ở đây mình sẽ gán lại hình ảnh cho random trước. Mình truyền vô cho nó là icon shuffle. Ở dưới thì mình sẽ xét lại hình ảnh cho phần của repeat. Cái này sẽ sửa thành icon của repeat. Rồi, thì nếu như trường hợp mà repeat hiện tại vẫn là false á, thì mình sẽ xét lại hình ảnh bình thường thôi.
Ở đây các bạn nhớ ha, sửa lại cho nó hàng check random ha. Rồi, bên dưới thì bật trường hợp ngược lại là khi mà click thêm lần nữa nó chuyển sang giá trị là false ha. Thì mình sẽ xét lại giá trị cho random. Ở đây sửa lại cho nó là unshift. Rồi, giá trị của thằng này là check random bằng false. Thì đó là hai nút cho phần check random và phần của repeat. Bây giờ mình sẽ bắt sự kiện cho phần ship 3. Khi mình kéo đến cái phần nào ở trong cái ship 3 thì nó sẽ play đến cái đoạn đó ở bên trong ca khúc. Mình gọi lại cho nó là ship 3 time set on ha. 3 time listener. Time này dùng để lắng nghe khi có sự thay đổi của cái thần tune ở bên trong cái ship 3 này. Ở đây mình sẽ bắt trong sự kiện on stop tracking talk, tức nghĩa là khi người dùng cầm cái cục thun á, người ta kéo đến đâu người ta bỏ ra thì nó sẽ phát ngay từ cái vị trí cục thun nó đang chạy đến vị trí nào, nó sẽ hát từ cái khúc cái vị trí đó trở đi. Rồi thì mình gọi đến media player chấm shift2 truyền vào cho nó là shift3 chấm get process. Thì các bạn để ý ở clip trước mình có hướng dẫn là ở bên dưới nè, khi mình có tổng thời gian á thì mình sẽ xét tổng thời gian này cho cái đoạn shift3. Thì khi mà mình muốn cho nó chạy đến phần nào của ship 3 á, thì khi mình kéo á, nó sẽ hiển thị bằng cái phần trăm của cái bài hát ha, bằng cái đoạn phần trăm của bài hát. Rồi thì đó mất công các bạn phải xét lại thôi, nó cực hơn. Còn nếu không thì các bạn phải tính, ví dụ như các bạn kéo đến cái thời gian đó là bao nhiêu phần trăm thì các bạn phải chia ra coi cái tổng bài hát của bạn bao nhiêu, rồi chia ra phần trăm để các bạn biết được là các bạn sẽ play đến cái đoạn nào trong cái bài hát này. À, còn không các bạn có thể xét nguyên cái giá trị thời gian bài hát vô cái ship 3 luôn, thì kéo tới đâu thì nó sẽ tự play đến cái thời gian của ship 3 đó thôi, thì nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi ok, ở đây mình sẽ bắt cho những nút play và nút next ha, nút next và nút preview set on click. Rồi nút next thì khi nào được next, ở đây mình sẽ kiểm tra cho trước khi cái mảng này nè nó phải khác không. Lỡ đâu trường hợp á mình không có chuyển dữ liệu qua mà mình cho nó nét thì nó sẽ bị track cái object của mình ha. Thì mình sẽ kiểm tra nếu như mảng bài hát chấm sai lớn không á thì mình mới cho nó thực hiện. Và mình sẽ kiểm tra thêm cho nó một số cái là media player is play, tức nghĩa là khi nó nét á mà có một cái ca khúc nó đang hát á, hoặc ha hay media player hát luôn. Nào mình kiểm tra coi có nào tồn tại đang phát hay không. Hàng nào mà đang phát đó thì hiện tại cho nó dừng đi. Và mình sẽ cho nó đồng bộ lại ha, release cho nó cập nhật cái việc đồng bộ lại. Rồi mình xét lại cho nó giá trị là bằng null. Rồi. Ở đây mình sẽ cho một cái trường hợp if. Thì khi mà mình nest á, nó sẽ có một trường hợp là khi điều kiện position nè nó phải nhỏ hơn cái mảng, ví dụ như các bạn nest vượt qua cái mảng á thì sẽ có trường hợp là nó vượt index thì các bạn không thể lấy vị trí được. Vì vậy mình sẽ cho nó là cái position nè, cái giá trị index nó phải bé hơn cái kích thước của cái mảng thì lúc đó mới cho nest. Nha, ví dụ vượt quá rồi cho nest thì nó sẽ bị lỗi thôi. Rồi thì khi mình nest á mình sẽ chuyển lại cho cái phần input play nè, xét lại cái hình ảnh cho đó. À, thì khi mình chuyển bài á, thì nó sẽ có không có hàm nào lắng nghe cho việc chuyển hình ảnh của input play hết, nên mình sẽ xét lại cho hình ảnh của nó. Rồi chuyển vào cho nó là icon pause. Rồi thì mình cho nó giá trị tăng dần ha. Ở đây mình sẽ bắt cho nó một số cái hồi nãy mình làm, ví dụ như người dùng click vô cái phần cái nút repeat á, là repeat nếu như để chế độ là true. Thì khi true thì mình sẽ thực thi như thế nào? Thì mình ở đây mình sẽ có một cái điều kiện. Nếu như cái giá trị position này bằng 0 á, là khi mà mình click vô cái giá trị nó trở về 0 á, thì mình sẽ gọi position bằng mảng bài hát chấm size trở về kích thước ha, trở về cái bài đầu tiên. Rồi. Và position này bằng giá trị là trừ cho bằng 1. Rồi ok ha, cái đó là mình kiểm tra cho phần của repeat. Thì khi mà tại sao bằng với trường 1? Bởi vì khi các bạn next chuyển bài hát, next người chuyển bài hát á, thì giá trị position này
nó sẽ có một cái function để cho mình bắt sự kiện là chuyển bài hát qua. Thì khi chuyển bài hát qua cái biến số position này nó sẽ cộng lên 1. Vì vậy khi mà mình muốn trở lại bài cũ á, thì mình sẽ lấy cái giá trị đó mình trừ đi 1 ha. Thì giờ lát nữa mình sẽ có function để chuyển bài hát sau. Ở đây mình bắt trước cho giá trị thôi. Rồi ok. Ở đây mình sẽ cho nó một cái điều kiện cho phần check của random bằng bằng cái true. Thì nếu như người dùng á, click vô cái nút random á, ở đây mình sẽ kiểm tra ha, mình cho nó một cái hàm random. Rồi random, ở đây mình tạo ra cho nó cái biến để hướng giá trị vị trí sau khi nó random được một cái phần tử nào đó ở bên trong cái mảng bài hát này. Random.xin truyền vô cái mảng. Thì khi cái mảng này random nó sẽ trả về cho mình một cái index. Index đó mình sẽ lấy dữ liệu của index đó ra và mình sẽ hát ra một cái ca khúc ngẫu nhiên từ cái index này. Thì nếu ở đây mình sẽ cho nó một trường hợp index bằng với position, thì sẽ có trường hợp là index hai cái nó bằng với nhau thì position sẽ bằng giá trị index trừ đi 1 ha, để cho nó đừng vượt qua kích thước của mảng. Rồi còn chế độ bình thường thì cứ để cho nó index bằng với position ha. Cuối cùng thì mình sẽ kiểm tra sẽ có trường hợp là position này nó sẽ vượt quá kích thước của mảng bài hát chấm size từ cho 1. Ví dụ như bài hát mình có 4 phần tử thì nó sẽ chạy từ 0 cho đến 3 và position này nó chạy lên 4 thì chắc chắn nó sẽ bị lỗi. Vì vậy nếu như nó chạy lên 4 á, thì mình sẽ cho nó gán về là bằng giá trị đầu tiên là bằng 0 ha. Cho nó chạy lại bài đầu tiên. Rồi cuối cùng các bạn nhảy ra, các bạn sẽ theo nó thực thi new play mp3.sq. Mình gọi ra cho nó cái phần link bài hát thông qua các vị trí. Rồi và mình cũng gán lại cho phần hình ảnh của fragment để nhạc. Ở đây mình gọi đến mảng bài hát get position, get hình bài hát. Cuối cùng thì các bạn cũng cập nhật cái tiêu đề cho cái phần thanh toolbar của mình luôn. Set title chuyển vào cho nó là mảng bài hát chấm get position, get tên bài hát. Rồi ở đây mình làm thêm cho nó một cái nữa là khi mà mình nest hay là mình preview bài hát nào đó, mình sẽ cho nó một khoảng thời gian. Ví dụ như mình muốn nest bài tiếp theo á, thì sẽ chạy sau khoảng 5 giây mới cho nó nest, để tránh trường hợp người dùng click nhiều quá thì nhiều cái luồng nó tạo ra dẫn đến tình trạng là dễ bị crack app. Rồi ở đây các bạn để ý ha, ở đây mình sẽ bắt sự kiện cho nó. Thì khi sau khi click xong lần á, mình sẽ cho hai cái nút pre chấm set clickable cho là false và nút next cũng vậy luôn, nút next ha, chấm set clickable cũng cho là false. Và mình sẽ tạo ra cho nó một cái handler để cho nó thực thi sau một cái khoảng thời gian nào đó nó sẽ bật lại cho hai cái nút này có thể click được. Ở đây mình sẽ cho nó đơn vị là millisecond ha, phải cái cho nó là 5000, tượng trưng cho 5 giây. Rồi thì các bạn có thể đưa hàng này vào. Ở đây mình sẽ xét lại cho nó là true ha, để cho nó thực thi. Rồi thì đó là phần của việc nest. Bây giờ mình cũng làm tương tự cho việc của pre. Khi mình pre cũng set on clip. Ở đây các bạn cũng copy lại ha, copy lại cái phần các điều kiện bên trong. Đây là phần handler. Rồi mình đưa vào. Ở đây các bạn chỉnh lại cho mình tí. Thì phần review á, tức nghĩa là cái giá trị này nó sẽ trả ngược về. Thì đầu tiên mình cũng kiểm tra nếu như cái position này nhỏ bài hát thì mới cho nó review về. Rồi này là khi review thì giá trị nó sẽ trừ ha, chứ không phải cộng nữa. Rồi ở đây mình sẽ cho nó thêm cái điều kiện. Thì nếu như cái biến position là nó review lỡ đâu nó về và bằng trừ 1 á, tức nghĩa là nó bán không á, bán không, thì mình sẽ xét lại cho vị trí của position bằng mảng bài hát chấm size trừ cho 1 ha, là mình lấy lại vị trí cuối cùng ở bên trong mảng. Rồi phần repeat á, thì thằng này thì mình để lại cho nó giá trị là cộng trừ thôi. Thì lát nữa nó sẽ có function cho việc là chuyển bài hát á, thì giá trị ở đây mình sẽ cập nhật lại cho nó là position bằng cộng bằng 1. Rồi phần check random thì mình không có thay đổi gì ha, thì phần rất là random này nó chỉ lấy giá trị ngẫu nhiên thôi, nó không ảnh hưởng gì hết. Rồi còn phần if position lớn hơn đó, thì chắc chắn này không có rồi, bởi vì lúc nào giá trị nó cũng là trừ hết nên không thể nào mà position lớn hơn cái mảng được.
ở đây mình cũng xóa luôn. Rồi những phần kia thì mình để nguyên ha, những cái điều kiện gắn dữ liệu không có thay đổi gì hết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho nó thực thi trên máy ảo để cho các bạn xem thử. Rồi mình chọn vô playlist đầu tiên ha. Một hai ba bốn ngày, có chăng có nhớ sẽ biến mất đi hay còn bây giờ mình kéo tới thời gian nào đó. Con xứng đáng với anh. Một hai ba bốn già, em không càng mê số. Chẳng anh chẳng tin một ai nữa đâu. Rồi chuyển bài thứ hai, anh sẽ về sớm thôi. Anh tên ca khúc nó sẽ được gắn lên. Thời gian sẽ được cập nhật lại. Bây giờ mình sẽ nhấn cho nó nút repeat nè. Tức nghĩa là khi next bài tiếp theo đó, nó vẫn chạy là bài này. Rồi ok ha, nó vẫn chạy là bài này. Rồi ví dụ mình click liên tục nè ha, thì nó đợi sau khoảng 5 giây nó mới cho tiếp tục mình click next, để tránh trường hợp nó sẽ bị nhồi cái nhiều cái ca khúc lại với nhau. Rồi bây giờ mình thử nhấn cho nó là random nè. À ở đây mình chưa xét lại cho phần hình ảnh nè. Ở đây mình check lại cho phần random tí. À đây. Đôi khi anh thường muốn có niềm vui mỗi tối dòng chơi đây đó cùng bạn bè gần xa. Ba da ba ba. Khi xưa anh là thế đây, giờ đó, đây đã có ai đó trong ngóng trở về. cho các nút ở bên phần play nhạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.